Lục Seang Vandy anh chơi anh chơi thay cả và to tiền. Bát sốp ô cuốn lục thiền. Khả năng nô cầm cứu xa ở phục vật đại khí nhóm, prom tiền khí nhóm, miền ca tọ sơ lật. Ở sân khâm, thạp ôn mục chìa kê xâm lập, tạm xài prạc gọt. Có bán mũi mệt tế khả nê thơ bân ổ tư cơ xo chun phá ôn tạm lạ khả nạ phá phây nơi khả mai. Cảm nô phùm toàn miền lục xong trăm trời tì. Miền tài chá chá đại chế thô á buôn pram nẹ. Hỏi thêm tiếng mình miễn lấy trái phòng cứ bảo tài sở ổng có dốc tự đọc đô chia xong và rác xong và rác thuốc bồn. Hỏi ca thuốc bồn nụ. Ở tư cổ xa lời ôi phá ôn tiếng bì cứ thơ chìa riêng ra chân nắm bị xe nợ bê bồn chung bồn nâng bồn chiều chân nắm. Cả thuốc bọn đi, cứ thuốc tiếng sẵn khâm tách nha. Tị bước xa máy nụ. Thất nơi khăn ông khám ai có hôm cho bộ cho bọn mình toàn chô, thì hầu chô phùm đi bọn. Mình toàn tì. Chân à ca sẵn khâm thả ruốc cứ nơi tách. À ca sẵn lập nâng cứ ơ, ơ chào anh chân chơi thuốc bọn bà xong chân nhu nâng. Chồng bố hợp bốc mất ai khá nhầm. Đại quát chắc chắc bàn ốc sân khâm khăn ông ca bắt côn nâng bắt bà nâng bàn đăng khăn ông rô bóp khô khơi thơ ai bụ quát ca tục sân rên rô hốt đò miên chung ngư bà trăm cái tên ốc nè hai bụ quát có bàn tổ tùa à nê chắc cam chia bàn to bàn tọp. Lúc đó trong chân năm bí bọn bạm bì. Rứ đoàn chân năm bí bọn bạm bầy. Miền chú mô ngâm ơn. Chia nụ phùm ra ca thống. Khăn ông khúm chìa mùi khăn nế. Bàn dọc tiết xa nào vật đầy xoay ra ca bứt. Mọc bằng hai khăn nhóm bát. Còn tay khăn nhóm bát bốn bàn chạp ở rõm nâng lế. Chân nằm chênh rõ bọc tiết xa nào vật đấy nục tế. Bạn dọc mọc bằng hai anh chôm. Nhóm bát có khơi chôm mua siêng phân phê bro ruôn nơi phung xa tục. Không chú rùi bọn tía xa rộng bạch bạch sát. Hết cửa chê. Miền à dụ mà phây pram chân nằm. Trời kê chạp luôn cao bị ngay tì bí. Khai tụ la chân nằm mỗi quan pram buôn rùi chật sắp pram bí. Để khi nhóm an chấp, khi nhóm bát tọ xa lật giang khá lăng, tuân đầy tuân trường. Bởi ruột khi nhóm nức hơi bì chân nam bát bây, khi nhóm bàn mọc nông bình mặt đoán cứ việc này làm bái. Hãy bọn phô ôn bàn nôm khi nhóm từ áp nơi giả rạc một tí cốc tu xa lầy. Đảm bây đời cục tù xa lãnh, khởi xóm nào bởi tư ca, tử rôn là căm chết liệt, dàng bởi say bóng phật. Khiếm bát bán đâm năng đi, có dọc tư prap bóng bóng, tiếng ốc nìa. Bóng bóng có miên á rõm sang vây, chư chấp bóng phật. Lơ mà ha sen tờ rôn nạc cắm, chòm buộc, bà ôn siêng phấn. Mà giang quên tiết, à răm rộng bọc nhóm. Đế có một bụng xoay bàn, một mi một mơ, mơ khơi tay bà ôn. Đồng hai, hai, ai kê ai chui, tay nhóm bụng đăng thơm đốt mà đạch. Khi nông ni thua ai à râm khoa khoai buôn bây. Bùa mọc bì buôn bây. Cái mọc. Có miền tì bạc xa bùa rạch khi nông khum.
bàn chốc sắp xáy bị cả rong tốc về tình nghĩa nơi xa mây rồi bọc khmai cả hôm. Nâng bóng phóng đo bóng phóng đài là rong cửa đòi bắt bóng ở phúc mặt đài chỉ đôn chỉ tả bóng phóng minh mía nơi chồng non núp ở đạp bia bắn đăng mọc xa lạc đầy khmai cả hôm tam rồi dịa vịt chia sản khmai đám bay và chia tập thái hai cắt thạc thịt. Thịt có bằng chun máu ông gặp hiếp chôn ở rộng cửa. Tuần tâm nâng nút trong bát có bàn đặc biệt bằng đăng nâng kỳ. Hai ông ca thịt bàn hai trong bát máu trong bình. Đàm bấy bằng bình xong nông bát bát bằng thèm. Nâng chun nhóm từ rốc ai cả xa nơi mà chạm một đuôn ai cả xa Campuchia. Nâng tư xa rạc một tí cục tu sáng. Hai có bàn rốc hơn bà cọt. Tế là rốc hơn. Kế sạch xe lỡ cọp sư mi khang cài. Đặt lệ riêng pram rồi chất sắp pram mùi. Chú mua siêng thân hai thả. Chú mua ní cứ siêng so đặt sở y huynh. Thân đặt thân. Mà siêng thân hai thả. Chia chùm nuôi cá. Vừa rã sả na tốt pram pi rồi mùi. Khả nông vừa rã sả na thông pram mùi rồi mùi. Còn quân mà rơi chất buồn, trời chắc luôn bị thay, bị khai đọc chất bẩm phân. Ai kháng không, miền sạch cái đây cũng nọt hai, bị chất bẩm. Nơi không sạch cái đây cũng nọt hai ní, kháng cái có sở xê chung mua, khóc đài. Tại bác mùi chân lắc, bị chân lắc, tớ kê sọ xê chú mua siêng phân hai phá trâm trời huynh. Nẹ xua chấm lai miên bây nẹ. Cứ chú mua mùi chú mua khón. Pi chú mua hình. Bây chú mua hồng. Thuơ cầm nát hát nơi thang ai tì bảo phây bảm bây khai đáp chất chân ám chất sắp bẩm phẩm. Hai rê ca nơi thang ai tì bảm khai đáp mùi chân ám chất bẩm phẩm. Tạm cá bị nứt từ lơ cầm nót hai bị bà ôn phía nhóm. Cứ thua ai miền cá bẹp bọn rồi hốt đò xam sắp buồn nẹ phóng đại. Cá khơi như ai cả xa chạy lẹ dàng nì. Rất tay thua ai phía nhóm miền cá chư chạp khóa xa. À nói ở thóm giang khẳng. Nâng thua ai phía nhóm đốc đùa. Ua đàm cò. Sợ tức này, rộng nghị dây mân chân. Bọn tốt mốc, tớ khi nhóm nghị dây sẽ đánh thả. Bất nạ, ai cả xa ni, ôn khi nhóm, bất chia kê dọc mọc xóm lắp nơi cục tùa sáng bà cọt. Rồi bị bàn cho ruộm khăn ông xa bà nà ca, chỉ trơn xa. Thưa ai à râm rộng bọc nhóm. Bạn thu xa là khắc khắc. Đôi dươn thạc luôn. Bạn à râu giúp tế thô chún. Và ổn. Khả nông tôi là cả khmai cơ hôm. Nâng ổn tư ai bổ lưng và ổn. Bạn chết ra là. Nâng chiên tư râu. Sốc cả tế phục. Đô bảo xa. Ôn phần. Bọn sân khâm tha bê lì. Bọn mục chìa mô chăm sát đập. Nơi khăn nông ong sao nà ká. Mình khán. Bộ phì lưng ếch mênh. Bọn bàn ổ tư hai bọn. Ai mục chăm sát đập. Đô chân này bê lì. Ôn bán khơi, nâng lưu sạp, thả bóng prang prang, khom rốt dư tì thô, đòi ông bơ ốc rớt tạc cam mộc lơ chi vật bóng. Hát ní xôn bó lưng bóng, tờ tùa dọc ca sngọp nghiêm, nâng tờ chắp sốc tị phúc đô lọ ô bó xa chọc.
សូមអស់លោកប្រធានជាកិច្ចបន្តអស់ជម្រះដល់វេទិកាទៅមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងក៏ដល់បព្វវិនិច្ឆ័យរូបនេះមានឱកាសនឹងໄວតាំងសំណួរប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញYes, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. Seang Vandy, for this very moving and very emotional and statement that you have given and to me. I would like to put some questions, very few questions to you. Can you describe what is your feeling having such an incomplete family that left for you through losing your brother Phung? Đời Khmer Seang Phung hay nâng mẹ tiện nô. Bạn.ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាមួយបងប្អូនធម្មតាបងប្អូនតែងតែស្រឡាញ់តែងតែជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដូច្នេះកាលណាបាត់បងទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រឡះដៃជើងបាទស្រឡះដៃជើងគ្មានអ្វីដូចថាវាក្នុងនាមបងប្អូនបែកគ្នាព្រាត់ប្រាសគ្នាវាតឹងទ្រូងបាទវាបាត់រូបភាពបងអូនអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំវាដូចជាវាទន់ដៃទន់ជើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំវាដូចពិបាករហូតដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលជួបប្រទះនៅការបាត់កូនជ្រើសអញ្ចឹងគាត់ក៏មានជំងឺហើយអារម្មណ៍គាត់ថ្នាក់ដល់មានជំងឺរហូតដល់ទៅស្លាប់បន្តបន្តអញ្ចឹងទុកនេះមហាទុកខ្លាំងណាស់ចំពោះគ្រូសាខ្ញុំបាទបាទម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូននេះក្នុងនាមជាប្អូនបកើតបាទរកយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រលឹងប្អូនមុខជាជឿលើខ្ញុំជឿជាក់លើខ្ញុំឲ្យប្អូនមុខតាស្ងប់ស្ងៀមនៅអារម្មណ៍ឈានទៅចាប់ភពថ្មីដ៏ល្អបាទសូមថាងគូហេតវីស្ទូតសិនស្គីសូមអរគុណលោកសៀងវ៉ាន់ឌីលោកបានស្ដាប់លឺហើយនៅពេលដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនេះហើយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ជនជាប់ចោតមួយចំនួនតាមទស្សនៈរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងទុក្ខសោកតើលោកមានមតិយោបល់ដោយម្ដេចអំពីការនិយាយពីរឿងការសុំអភ័យទោសដែលលោកតែងតែបានឮពីជនជាប់ចោតនោះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយរាល់សាវនាការរាល់ចូលរួមសាវនាការឃើញថាជនជាប់ចោតតែងតែសារភាពមុខមហាជនទាំងអស់គាត់សុខចិត្តសំពះនៅមុខកញ្ចក់ទូទាស់ដើម្បីបង្ហាញនៅពិភពលោកនេះក៏ជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្រាក់ស្រានខ្លះក្នុងការសារភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានដោយផ្អែកទៅលើតុលាការវិនិច្ឆ័យហើយទទួលតាមក្រឹត្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃតុលាការដែលបានកាត់ទោសបាទThank you.
I'm not clear, Mr. Seang Vandy. Did you want to continue or was Sunthary ta luk Seang Vandy luk chong mon to nat tiet rư ko luk chop hai samnuo mai nu. Ba khom doy som mon chop pan nang cha. Thank you very much. I have now no further questions, but there are some questions. AV to show the document with the ERN 0017-3881. So that the Mr. Seang Vandy could ask his question related to this document. This is one of the questions, and then to put it to the accused. Do you want to know the accused? ជើញលោកសៀងមន្តីថាតើលោកមានសំណួរយ៉ាងម៉េចដែលលោកប៉ុនប៉ងក្នុងការសួរទៅជនជាប់ចោតដោយលោកធ្វើសំណួរតាមរយៈយើងដែលជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីយើងបញ្ជូននៅសំណួរនោះទៅជនជាប់ចោតដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកសូមជឿញ បាទអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី1តើជនជាប់ចោតបានស្គាល់ឈ្មោះសៀងផុនហើយផានេះជាអ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងពិតប្រាកដមែនឬក៏អត់អង្គជំរះសូមបញ្ជូនសំណួរនេះទៅជនជាប់ចោតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ដើមមន្ត្រីរដ្ឋបាលវិនីសូមជឿញ សូមគោរពលោកប្រធានឯកសារនេះវាច្បាស់លាស់ហើយមនុស្សជាង10,000នាក់ខ្ញុំស្គាល់អត់អស់ទេដល់ឃើញឯកសារនេះទទួលស្គាល់ព្រមអត់ប្រកែកលោកសៀងមន្តីសូមតាំងសំណួរទី2របស់លោក បាទអរគុណលោកប្រធានសំណួរទី2 តើទួងនឹងការសារភាពរបស់ឈ្មោះសៀងផុនហៅផាបងប្អូនខ្ញុំតើលោកបានអាននិងចារលើកំណត់ហេតុនោះទេអង្គជំរះសូមទេប្រគល់នៅសំណួរនេះទៅជំនួយប្រកបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ដើមមន្ត្រីរដ្ឋបាលវិនីសូមជឿញ
sorry, maybe maybe the AV could now show the document on the screen, so maybe the graphic could read out the annotation on this document. Chẳng thưa chẳng mấy thứ mà gì mà đồng tiết mà từ vì cái việc đấy hay chẳng gọi án hay án thằng chậm nói nạc lá vì chậm nói nạc đọt rộng ná rồi có án nơi lực làm xa nơi cầm nọt hay xa được hiệp tiền sơ rống Thank you, Mr. President. No, I want to clarify, it is the first page, that is exactly the ERN number that I've read out in the document, was already on the screen, but it disappeared now. And it is from this first page, the handwritten, annotation, and which must mean one copy for brother. That is the center of this page, and then one copy for Brother Noon to deliver to the central zone, and then follows the date, 11th of November 77. And this part should be read out and then translated. I'm sorry, I cannot say it in Khmer, but, and I would like that then the accused answers to the question of Mr. Seang Vandy regarding to this part of the confession, and that is what I want. Thank you. អបញ្ញមិញនេះជនជាប់ចោតបានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចហើយដូច្នេះហងជំរះមិនចាំបាច់ឲ្យជនជាប់ចោតឆ្លើយទៀតទេប្រសិនបើត្រឹមតែអានយើងអនុញ្ញាតបានប៉ុន្តែតើសមត្ថភាពក្នុងការអាននៅអក្សរនេះបានដែរឬទេ មន្ត្រីតុលាការដាក់បញ្ចាំងនៅឯកសារអំបញ្ញមិញសាជាថ្មីម្ដងទៀតកលាមជីសមនការអានដាក់ឲ្យអស់ខាងលើអានសំណេរនេះ បច្ចៈបន្ថែមពីលើអវ័យដែលដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីបាននិយាយរួចហើយដើម្បីបំពេញចិត្តមេតវីតំណាងឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីក្រុមពីរហើយចំណុចណាអានមិនកើតរីការប្រាប់យើងដើម្បីយើងឲ្យទៅមេតវីជាអ្នកអានម្ដង ចុះមកខាងក្រោមទៀតមើលអត់ដាច់លោកប្រធានលោកស្រីមេធាវីធ្វើម៉េចអាចមើលដាច់ឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងអានមិនដាច់ទេហើយយើងខ្លួនឯងក៏អានមិនដាច់ដែរនៅអក្សរចំណានេះតែចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យច្បាស់លាស់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ហើយគឺចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតបានឆ្លើយច្បាស់លាស់រួចហើយទទួលថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារពិតចេញពីមន្ទីរស-21 Thank you, Mr. President. I only would like to clarify then the question to be put from Mr. Seang Vandy to concerning this annotation and to be put to the accused. So that the accused should be asked if he can
Tá cót ai mình chạm bàn tế cót ai an bàn tế vì chấm nà này đàn lâu lơ tâm bòn này tha nà ná chân nè à thua chấm nà tọt đầy ní That is what Mr. Seang Vandy wanted to know. Thank you. Đàn lục Seang Vandy chọn đằng nút đàn chấm nà nút cha cha thà chun mong nuôn mùi chấm bắp sầm ráp chun phum phịa cẩn đàl Lúc xin quản lý ta miền bầm nong đi bật đại tế để chia bầm nong được bật lúc mình bàn bằng hai chiếc bật lọ thì mình nít mê tử vi được bật lúc bài chia tha nít chiếc bầm nong được bật lúc vấn tế mê lúc đại chiếc bà khí xa khám máy để chia mình bàn gì ông pi bánh hà nít bạp dương tí tha ta bầm nong đi lúc miền bầm nong giang mách nông ca an nữ xâm nê nít ở chiếc bật lọ đại khá luôn ánh chia viên ca bầm phân lì nơi bỏ ra miễn đài từ tù bán vì lục bát lục bà thiên mê thơ vi khá nhóm bát gọt miên bà sát trăm trái bọn tài sầm nu rồi bọc nhóm bẹp bọn châu sầm nu tí bầy tí bì ní về chiên châu tí bầy nâng thiên bát Trong như vậy thì cả châu hát thả lời khá nâng cha chún từ phùm phía gần đa tam tà nuôn ta so ní chìa so rạc bó chuồn chọp cháu mê nơi rưu tê bà. Anh chừng, chú chọp cháu trả lời nơi châm nà khăn cầu bày bần tuột rùm tiếng so Vì bản tuột bên miền sổ cắt phóng hay nâng lê đọc mùi chất thập bẩm bẩm Hay nâng mà phê bẩm bẩy đọc bọn bọn chất thập bẩm Hay nâng chlòi tốp cho nâng xâm nô đi Lô bà thiên chất tì cổ rúc Thằng ngày mà phê bẩm bẩy khai tốt la mà bọn bọn chất thập bẩm bẩm Chất thằng ngày khai đèl nẹ xua kì ta xê Đời lấy chấm nà ni Không chốc cha hài riêng mô Cha mình toàn Có bần tệ bùn muốn con mình sẽ chọn bàn chấm nà thì bình mô Được chứ này À xóm đi Không xóa chứ bàn nà Cái lý xóa phía mô Chị à xóm mê nhóm Lúc rú xâm xên hai kiều Cho thằng ngày tí đập muối Khai với chị ca mà bần bùn bó rơi chất sắp bần tờ Số bình chuyện จุนปนเนี่ยจกคลําสาในสํานาจํานานี้ลูกอ้ายอ่านบ้านที่ปีประตอดข้างเลือจําเรียบประสาลูกประเทียนจูดบังนวลมวยฉบับสําหรับจูนภูมิภาคกันดาล Hay là sao có bệnh cơ bọn nước rằng ta sẽ đâm bệnh chọc không ai thịt thay một ngày đi. Mình thấy kháng sổ tốt bằng vài rụp hiệp tới rụp hiệp rõ cái đầy lòng vĩnh hay đầm đang rộng lý ai tăng thầm nụ tỷ bốn cho bọt lục. Bát ô côn lục thiên Thiêm sông Thôi sông nú tam nhận lục thiên Chuyên chọp cháu tràn lơ Thạc luôn đào tám mê kê bạc Bước luôn sở lanh nâng sài hà chiệt Tá sài hà chiệt bạc ni Viêm miền nây giang mạch Bở chuyên chọp cháu sông lắp tay chuyên chiệt khmai khluôn ai บ่าสมลูกอาจฉลายนึงสนัวนี่บานเด้យើងបញ្ជូនជូនសំណួរនេះទៅលោកដើម្បីលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរយើងសូមជម្រាបដល់ជំនចាប់ចោតថាក្នុងករណីលោកមិនចង់ឆ្លើយក៏លោកមានសិទ្ធិក្នុងការមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែរនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកមិនមែនយើងតម្រូវថាដាច់ខាតត្រូវតែឆ្លើយនោះទេ សូមអញ្ជើញបើសិនជាលោកអាចឆ្លើយបាននឹងសំណួរនេះឬក៏លោកមានបំណងចង់ឆ្លើយ
ខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលបានអះអាងអំពីបញ្ហាសាសនាជាតិទេសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះ ដល់មិនដឹងរបបនេះតែមានសំណួរអ្វីទៀតទេសូមអញ្ជើញ Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions à poser. À la partie civile, nous souhaitons simplement le remercier pour sa déclaration. Merci. La défense n'a pas de questions à poser à la partie civile, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, បាទវិញរូបនេះដែលបានធ្វើថ្លែងការធ្វើតែថ្លែងការកន្លងមកសូមជឿញសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ស្របនឹងសេចក្តីថ្លែងការរបស់លោកសៀងវ៉ាន់ឌីខ្ញុំសូមបញ្ចប់បញ្ហាសេចក្តីឆ្លើយតបប៉ុណ្ណេះដោយគោរព មកឥឡូវនេះឃើញថាកាលវិភាកនៃការស្ដាប់ស្រីថ្លែងការរបស់ដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន3រូបសម្រាប់ធ្វើតែថ្លែងការថ្ងៃនេះឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវឈប់សម្រាកផងដោយសារមូលហេតុអ្នកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារៀបចំ ធ្វើការសាក់លបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅឯប្រទេសបារាំងដើម្បីត្រៀមរៀបចំធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ប្រតិភ្លែងការដើមនឹងរដ្ឋវិនីដែលធ្វើពីចម្ងាយឈ្មោះអ៊ូសៅរិតដែលត្រូវធ្វើប្រតិភ្លែងការនៅថ្ងៃស្អែកវិទ្យារសៀលម៉ោង 1:30 ដើម្បីពិនិត្យសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពថាតើអាចធ្វើបានកម្រិតណាអង្គថ្ងៃនេះដំណើរការសកម្មការគឺចប់ត្រឹមនេះអង្គខ្ញុំរះប្រកាសផ្អាកសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មការលើកទៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើសកម្មការស្ដាប់ក្តីថ្លែងការ ដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន3រូបរួមទាំងដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវធ្វើតរិះថ្លែងការពីចម្ងាយផងលោកសៀងវ៉ាន់ឌីអង្គជំរះបានស្ដាប់តរិះថ្លែងការរបស់លោកបានចប់សក្ដិគ្រប់ហើយចាប់ពីពេលស្អែកទៅគឺសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការចូលរួមក្នុងនាមដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យអាចបន្តការស្ដាប់ចូលរួមក្នុងការ ស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការសកម្មភាពឬក៏លោកវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់របស់លោកវិញឬក៏ទីកន្លែងណាដែលលោកចង់ទៅអនុរិយមន្ត្រីឃុំខាំងនាំជនចាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំខាំងវិញហើយឲ្យនាំជនចាប់ចោតមកកាន់សាធារណការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ជាកំណត់សូមជញ្ជូនក្រោយចូល